đế, tây phương bạch đế, bắc phương hắc đế. Cái nệ hằng ma đại đế thánh quân, trừ ma đại đế thánh quân, giáo hóa đại đế thánh quân. Kính lạy tam thanh sư tổ, nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2019, tức ngày Bính Thìn tháng Kỷ Thị năm Kỷ Hợi, tại khu vực Hồ Dụ, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Toàn thể các gia chủ biệt thự Hasu Villa căn 501, 502, 503, 509 và 510 xin được sửa soạn đại lễ tiền vàng chuyển đến Hoa Sơn, Sơn Hào Hải Vị, trà quả nhang năng cung thỉnh, kính dước Thượng Đế cùng chư ngài xa giá hạ đản chứng lễ cho tấm lòng thành kính của toàn thể gia chủ. Yeah, 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 yeah.